Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ. Tôi là Phan Sơn, người bình luận chương trình của các bạn hôm nay. Hôm nay là thứ thứ tư, ngày 26 tháng 4. Ngày 426 cuộc chiến Nga-Ukraina. Để tiện đối với các quý vị mới theo dõi, chúng tôi uh, xin đính chính một số các chiến trường. Chiến trường thứ nhất, Kherson. Thứ hai, Zaporizhia. Thứ ba, Donetsk. Thứ tư, Bakhmut thứ năm Civic Liman và thứ sáu Kupian Khắc cốp tương ứng với lại cái chú thích của chúng tôi trong video từ dưới lên trên từ trái sang phải chúng ta đi tới chiến trường Bác mút hôm nay chúng tôi đợi hơi muộn một tí để mà nhận uh, chờ nhận một số những cái tin gọi là nóng hổi từ chiến trường Bakhmut như vậy là thông tin thì vừa về nhưng mà chúng ta cũng có thể điểm lại là những cái diễn biến uh, trước đó đúng không ạ? Như vậy với những cái diễn biến trước đó thì so với ngày hôm qua, chúng ta thấy là phía trên này thì uh, nga tiến thêm được một chút này. Tất cả toàn cái tuyến này đều tiến thêm một chút so với ngày hôm qua đúng không ạ? Cho đến đây. Đấy. Toàn bộ cái phía này. À, phía ở trên làng này thì uh, theo như nguồn tin mới nhất thì uh, phía Nga đã tiến tới vào sát tới phía dưới này, phía trên này. Phía trên thì vẫn giữ lại như cũ. Phía trên này thì tiến một đoạn xa đến tới sát cái con sông Đấy, đây là như vậy như vậy về cơ bản thì hôm qua là phía nga tiến vào khu này đúng không ạ đã được xác nhận khu này khu này xác nhận Đấy, còn cái thông tin mới đây thì các bạn có thể xem rất là sốc đây rồi đâu rồi đây theo như thông tin này thì các bạn nhìn này à, thứ nhất là phía tuyến phía bắc thì nga đã đẩy xa tới tít hết cái con rừng đúng không ạ ra tận đầu này Đấy, phía trên thì cũng tới quá uh, sâu vào trong cái doanh trại của Ukraine. Tuyến lên tiếp lên trên. Phía này cũng tới xa, vượt xa tới gần cái khu lõi rồi. Và đặc biệt đây, chúng ta có thể lưu ý là 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 cái khu này theo như thông tin từ phía Nga là họ đã án ngữ được cái ngã ba. Đấy, ngã ba này nó lối ra tới cái tượng đài MiG-17 chỗ ngã ba mà mà dẫn ra con Sintinipka đây. Đấy, đồng thời là nó chỉ còn cách cái khu uh, khu khu trung tâm của Ukraine gần như là trong tầm bắn rồi, đây, trong tầm hỏa lực rồi. Đây, như vậy là cái 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 tuyến toàn bộ các tuyến là đó đã dừng sát tới sát của cái khu lõi trung tâm của Ukraine. Đây. Và phía trên thì uh, ở phía Kromov cũng sát hơn so với lại cái bản đồ như vừa rồi, đúng không ạ? Đấy là một cái thông tin mà mang tính chất là là họ gửi rất là cấp tốc, Đấy, cho nên là đây là ngoạch ngoạc như này và chúng ta cũng chưa xác định được tính xác thực nhưng thông thường như này là xác thực. Đấy thì cho tôi cứ mạnh dạn tôi điền vào. Như vậy theo bản đồ đấy thì bây giờ cái biên giới nó đã tới như này bạn ạ. Đấy nó tầm như này rồi. Nó như này rồi. Đấy và nó như này rồi. phía trên xuống tận đây rồi. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy là là là, là, là so với ngày hôm qua là mức tiến quân của Nga rất khủng khiếp đúng không ạ? nói chung là trong tuần vừa rồi tiến tiến công rất rất nhiều chiếm được rất nhiều. Đấy, nếu như mà nga mà mà cắt được cái cái ngã ba ở đây ấy thì rõ ràng là bây giờ cái cứ điểm từ rất lâu họ tiến công ở đây uh, không tiến công không không phá được thì bây giờ họ có quyền mở thêm một cái mũi tấn công ở đây nữa và nghe đồn là nga bắt đầu tiến quân luôn cả về hướng này rồi. như vậy là là so, do cái hai cái mũi tấn công ba mũi tấn công từ ba hướng tới khu vực chính này đồng thời họ bắt đầu triển khai quân để tiến công từ đằng sau cộng với lại uy hiếp vào đằng sau con đường ở phía dưới đúng không ạ và bao vây ở đây như vậy chúng ta có thể thấy một điều là gần như là là bắc mút đã bị bao vây giờ chỉ còn mỗi một cái cung đường còn lại mà nó rất là mong manh đúng không ạ với cái việc là nga tiến sát ra như này thì chúng ta thấy là 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 toàn bộ những cái con đường như thế của ukraine nó là hết cái phần sương mù chiến tranh rồi tức là nó nằm trong cái tầm 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 nhìn bình thường của các đội quân bình thường rồi chứ không cần phải nhờ UAV hay gì nữa không cần phải từ xa pháo nữa đúng không ạ mà có thể nằm trong cái hỏa lực của các cái loại súng uh, tầm xa rồi cái diễn biến nó quá nhanh này thì chúng tôi chưa hoàn toàn xác nhận nha bạn nhé phải có xác nhận thì mới chính xác nhưng mà chúng ta uh, vì chúng ta đã lỡ biết rồi cho nên chúng ta cứ công bố đúng không ạ và khả năng trở thành sự thật nó rất là cao đấy như vậy các những bạn nhìn thấy đây là các mũi tiến công của nga trong ngày hôm qua như vậy là Ukraine đã lui lại phải lui sát lại vào bên trong nữa, đúng không ạ? Và bây giờ đấy, như cái này nào đã vào tới, nó chạm tới rồi bạn ạ. Nó chạm tới luôn cả cái khu lõi rồi. Ban nãy trên bản đồ kia chúng ta nhìn thấy. Đấy, như vậy là giao tranh vào lõi nó đã ở khu vực này rồi. Rất nguy hiểm đối với Ukraine, đúng không ạ? Đấy, đội quân này của Ukraine bị bọc sườn từ hai hướng rồi và chắc chắn là Nga sẽ duy trì một hướng để mà tiếp cận cái 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 khu này ở phía dưới Đấy. phía trên ở đây ở đây thì còn điểm cố thủ rất quan trọng của Ukraine ở khu vực này giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở đoạn này nếu mà quân Ukraine để nga đánh bục bật khỏi chỗ này thì chắc chắn là 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 rất nguy cấp phía trên cũng thế phía trên cũng nhờ lợi thế của cái cao điểm đằng sau và toàn bộ cái 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 chiến tuyến của Ukraine ở phía này cho nên họ vẫn giữ được cái cái khu trên của làng Kromov. À, nhiều thông tin về làng Cromwell thất thủ ấy là hôm qua quân Nga đã tiến sát vào trong tới cái ngã, ngã tư của cái làng này rồi Nhưng cuối cùng là Ukraine vẫn dồn sức để đánh bật quân Nga ra Như vậy là về cái uh, cái cái tinh thần cũng như là cái ý chí của phía Ukraine là họ vẫn kiên quyết bảo vệ tới cùng, bác mút, đúng không ạ? Với những việc như ngày hôm qua là họ dồn sức có đánh bật quân Nga ra ở đây Đồng thời là các cái khu này họ còn giữ trận địa rất là vững và bản thân là thêm các nhiều các cái cấp chỉ huy cao của Ukraine lại tiếp tục đến hôm trước thì ông tư lệnh lục quân hôm qua thì lại một ông gì chỉ dưới ống một hai cấp thì thôi đấy đến khu vực đằng sau à, như vậy cho thấy một điều là là Ukraine vẫn quyết chiến tới cùng à, tuy nhiên là những cái ảnh đấy thì nó mới ra trong ngày hôm nay thôi còn cái này thì nó vừa đến bạn nhá nó vừa đến trong vòng khoảng một tiếng à, cho nên là không biết là với những diễn biến mới như này thì là liệu là phía Ukraine sẽ tính toán như nào nếu như cái việc này mà nó diễn ra như này là sự thật nhá thì rõ ràng là cái khả năng sụp của mút là là rất dễ trước ngày mùng 9 tháng 5 đấy các bạn ạ nếu mà tình hình như này thì chắc chắn ngày mai quân nga sẽ ép từ rất nhiều hướng đúng không ạ để họ ít nhất là họ không chiếm được thì họ cũng sẽ khống chế toàn bộ áp chế toàn bộ cái khu vực này để nó không ứng cứu được cho bên trong Đấy, chắc chắn nga sẽ làm chủ cái cái khu vực này cố thủ ở cái điểm này Đấy, và họ một là họ gây sức ép cho bên này hai là họ tấn công trực tiếp vào bên trong chính giữa và thứ ba là họ sẽ luồn ra sau đúng không ạ luồn theo sau này thậm chí là họ có thể bọc sườn vào chính cái cái nhóm quân ở khu vực này hoặc là họ cắt cái tuyến đường ở đây Đấy. khu vực này thì vẫn còn rất nhiều cái kiên cái cái phòng sự kiên cái, cái cái công sự kiên cố của Ukraine chạy dọc theo hướng này chạy dọc cả tít vào phía bên trong Đấy, nhưng mà với những cái 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 kiểu tiến công vũ bão như này thì chúng tôi cũng không biết được đúng không ạ không biết là có thể là ukraine có thể giữ được không tôi cảm giác là với những kiểu tấn công như này thì phía wagner họ cũng chấp nhận cái cái tổn thất rất lớn đúng không ạ nhìn như này chúng ta có thể thấy là rõ ràng thì cái kiểu tấn công của wagner nhé chúng tôi nói qua sơ qua như này ví dụ như đội hình ukraine à, đội hình ukraine là như này đi đây đội hình của ukraine là là kiểu như này ba người ví dụ là ba người mà đại diện cho ba đội nhé thì Wagner họ sẽ đánh theo kiểu này. Họ sẽ có một ông ở đây, một ông ở đây, một ông ở đây, một ông ở đây và một ông ở đây, một ông ở đây, một ông ở đây. Ở đây. Đấy và họ tập trung là họ quân ở đây, găm quân ở đây. Quân ở đây găm quân ở đây. Quân ở đây thì gọi là dùng hết sức để xông vào. Đấy. Đánh nhau ông này què ông này thọt thì bắt đầu ông này xông lên. Đấy, và như vậy là họ sẽ dồn tất cả luồn bằng mọi giá họ tấn công vào giữa để phá vòng phá cái phòng tuyến và sau đó là toàn bộ cái cánh, tất cả những cái quân từ đằng sau ở hai cánh họ sọc vào đằng sau sườn họ đánh công lên. Đấy là lý do mà chúng tôi thấy là tất nhiên là thiệt hại của Wagner sẽ rất lớn theo tính cách này đúng không ạ? Nhưng mà đây là một cách cự hiệu quả để mà đánh bung được các cái phòng tuyến quan trọng mà dàn hàng ngang của Ukraine. Đấy thì đấy là một cái mà bên Wagner họ họ tiết lộ theo cái mô hình mà có nhiều người chụp được. Không biết là là cái đấy là cố tình hay là vô ý. Phía ngoài rìa thành phố vẫn có giao tranh ở Ivaneska. Nga tiến vào Ivaneska. Nga tiếp tục tiến vào khu này bảo vệ sườn cho phía bên trong. À, phía trên giao tranh vẫn ác liệt tại cái cứ điểm này. Đây, phía hôm qua gần như là không thay đổi gì. Hai bên chấp nhận là bây giờ chia chiến tuyến ở khu vực này rồi. Bởi vì bây giờ thực sự thì nó chỉ mang tính chất là 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 phòng ngự và cầm chân nhau thôi. Còn cái con đường này nó không còn tác dụng gì nữa. Bởi vì Ukraine đã đánh sập cầu ở đây rồi. Đấy, như vậy là toàn bộ, đây là những diễn biến ở phía trong thành phố Bắc Mút. Chúng ta ra phía bên ngoài, nơi, bên, uh, nơi phía hôm qua, Nga tấn công rất nhiều vào khu vực uh, làng Boninipka từ xa. Đấy, uh, làng Boninipka này thì bạn nhớ là nó chính là cái tuyến tiếp tế rất quan trọng cho cái chiến trường này của Ukraine. Cái chiến trường ở ở cái cung đường này dẫn tới Kromove. Đấy, và họ cái tiếp tế của họ chạy từ phía này, chạy sang đây, từ dưới này chạy lên và chạy ra cái hướng này để tiếp tế cho khu vực ở đây, Đấy, cho nên là nga đã pháo kích dồn dập và bỏ bom rất nhiều ở khu vực ở cái làng này của ukraine, Đấy, quân nga tiếp tục tiến quân về các hướng khu rừng này ở trên lên trên phía trên, đây là các hướng tiến công thông thường của nga, Đấy, và ở khu vực này thì hôm qua phía nga thông báo là họ phá hủy được một số những cái cái kho tiếp vận cho cái mấy cái lữ đoàn đang chiến đấu ở trong Bắc ngoài ra thì thông tin đáng lưu ý hôm trước thì chúng ta cũng nói rồi là ở Constantinople là cái binh đoàn Georgia trụ sở bị tiêu diệt đúng không ạ và sau đấy thì họ có uh, sau khi đấy thì họ bị điều chuyển tới một cái khu vực nào đó xung quanh thành phố đấy và tới một cái khu binh đoàn khác và ở đấy thì có video cãi nhau cái cái đội quân họ đang đóng ở đấy họ không cho đấy, và dẫn tới hai bên xô sát có tí súng đạn nhẹ và đồng thời ở trong đấy ở thời điểm đấy thì Wagner hình như cũng có xung đột với lại quân nga cũng có video cãi nhau chửi nhau cái gì đấy ở khu vực này à, như vậy là trên chiến tuyến nó rất khác với đời thường bạn ạ chúng ta cứ nghĩ rằng là họ chỉ có ăn xong rồi họ dậy họ đánh nhau mới địch thôi nhưng mà thực tế là nó có nhiều cái khác nữa đúng không ạ những cái tôi rồi những cái thiệt hại những cái này nọ lúc đấy là bắt đầu không kiềm chế được cơn giận là bắt đầu họ sẽ lao vào tẩn nhau Ngoài ra, theo như Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm qua tại Kramatorsk, tức là phía trên này, Nga lại tiến hành tấn công từ xa, không không biết là bom hay là tên lửa vào Kramatorsk, tiêu diệt một cây doanh trại của Ukraine, thiệt hại khoảng đâu từ 5 đến 60 người và một số những phương tiện quan trọng nữa. Đấy. Như vậy là một ngày thiệt hại rất lớn. Toàn chiến tuyến Ukraine ở vùng dưới vùng Donbass vùng đúng rồi vùng chiến trường Đôn Bát, tức là từ dưới Bắc Mút trở xuống hôm qua Ukraine thiệt hại 360 binh sĩ 22 xe bọc thép và ba khẩu pháo tức là gần đây thì số lượng thiệt hại về về xe cộ của Ukraine rất nhiều bạn nhớ là đấy thì nó tính cả những cái loại xe hạng nhẹ đấy nhá vận chuyển rồi các thứ linh tinh nhưng mà theo công báo của nga thì uh, trong ngày hôm qua là cái số lượng xe chiến đấu bọc uh, và và chiến bố bộ binh ấy là là nó nhiều hơn hẳn so với những ngày khác và cái con số thiệt hại liên quan tới uh, tới phương tiện là bắt đầu nó nhiều hơn so với những, từ những từ ngày trước rồi những ngày trước thì chủ yếu là lính thôi nhưng bây giờ thì có thêm cái uh, uh, thiệt hại rất nhiều về phương tiện vật chất đúng không ạ như vậy là tuy những cái thông tin mà chúng tôi vừa đưa nó chỉ là cái thông tin vừa đến và chưa có xác nhận như mọi ngày, nhưng mà cũng có thể nói là cái khả năng trở thành hiện thực của nó rất cao. Những gì mà chúng tôi thấy anh em ở trên mạng họ có trao đổi về cái việc đó, đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó chưa được xác nhận. Và nếu như mà đấy là thông tin thật thì có thể là một trong những ngày mà tiến quân khủng khiếp nhất của Wagner trong tuần, thậm chí trong nhiều ngày qua, đúng không ạ? Và tôi cứ nghĩ rằng là đến cái tầm đấy thì Wagner có thể tiến lên một tí được từng nhà được đã là gọi rất là khó rồi thậm chí là có thể cả ngày không tiến được ấy, bởi vì là họ sẽ phải mất rất nhiều công sức để họ dọn dẹp các cái chiến tuyến khi tiến chiếm được mà bạn tức là có rất nhiều mìn bây giờ ukraine đi đến đâu là họ giải mìn đến đấy đấy chúng tôi cũng đưa cho các bạn xem các video rồi mìn khắp các mặt đất là, chưa kể mìn và các loại bom lớn họ để lại đúng không ạ và khi quân nga vào thì kích nổ cái đấy là xảy ra thường xuyên cho nên là cái việc tiến sâu vào là rất là chậm thế nhưng mà không ngờ là cái tiến quân của Ukraine của của Wagner lại quá thần tốc như thế và bây giờ họ đã vào tới cái khu quan trọng và và có thể từ trong chính trong cái khu đấy, đấy khu quan trọng này uy hiếp ngược lại ra các cái cung đường và vào lõi trực tiếp luôn, đồng thời là có khả năng tiến công vào đằng sau của hậu phương. Mặc dù tôi nghĩ khả năng này rất khó, rất là khó, rất nguy hiểm, nhưng mà không gì là là không thể là đoán không thể xảy ra được đúng không ạ? Với lại Wagner chúng tôi cảm giác như họ có cái sức chiến đấu gì đó nó ngoài sức tưởng tượng của mình đấy kết hợp với lại uh, thiệt hại của ukraine trong uh, cái vụ pháo kích uh, 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 trong cái vụ uh, tấn công chiến thuật từ xa ở gramatos tối hôm qua như vậy rõ ràng là hôm qua là một ngày có thể nói là đại thắng đối với phía nga đấy, đấy là những cái thông tin đến thời điểm cuối ngoài ra ở bắc uh, uh, bác mút thì không có thêm những cái uh, thông tin gì ngoài thông tin chỉ huy của ukraine tiếp tục đến vùng bắc mút để úy lạo tinh thần anh em và như vậy là tinh thần của Ukraine vẫn là quyết tử để giữ bác mút đến ngày 19 tháng, ngày 9 tháng 5 và bây giờ nếu với những cái 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 tình hình như hiện nay thì các bạn có thể thấy là giả sử như chúng ta vẽ lại đúng không ạ chúng ta vẽ như này một cái hình dung như này thì rõ ràng là nếu như mà Ukraine bây giờ tổng phản công ấy hoặc tổng phản công giải vây ấy thì họ phải làm ngay nếu họ không làm bây giờ thì có nghĩa là không bao giờ nữa rồi Đấy và tôi đoán với những cái diễn biến như này mà nó đúng sự thực ấy thì chắc chắn trong 24 giờ hoặc 48 giờ tới là sẽ có đánh nhau còn khủng khiếp hơn nữa, Ukraine sẽ còn điều động thêm quân nữa, đúng không ạ? Chắc chắn đằng sau họ còn rất nhiều quân mà và ngay sát đây là là Ivaneska rồi và ngay đằng sau là Chasivja rồi. Một lý do họ không điều đến là chỉ để giữ cho cuộc phản công thôi, nhưng mà với cái đà mà sụp nhanh như này chắc chắn là họ sẽ phải điều quân tới, đúng không ạ? Còn nếu không điều quân tới thì những diễn biến kiểu như này không biết đâu mà lường cả bây giờ nga bắt đầu sử dụng bom cỡ lớn để mà phang vào giữa trong trung tâm thành phố rồi đấy, như vậy rõ ràng là ukraine cái thiệt hại của họ lên rất cao như này thì họ sẽ không chịu được lâu đúng không ạ và tôi vẫn dự đoán một điều giống như những cái lần khác ở cái khu nào nga đã mất trở lại khu trên cũng mất trở lại đúng không ạ do cái sự sức ép của phía ukraine đấy, thì chắc chắn là ukraine sẽ sẽ tìm mọi cách để đánh bật nga trở lại tôi tin chắc là như thế bởi vì là những cái điểm mà nga mất như này, này các bạn nhớ nó đều nằm trong cái thuận lợi cái điều kiện thuận lợi đối với ukraine Đấy, cái điểm này cũng thế thôi rất là thuận lợi đối với ukraine đã sát cái khu nhà cao tầng của họ rồi gần như là đánh ở trong sân nhà của họ 100% rồi đúng không ạ đầy sát vào cái nhà cao tầng này rồi để chúng ta zoom thấy chúng ta nếu mà chúng ta zoom vào có thể chúng ta nhìn thấy là đánh ngay đánh nhau ngay ở cái chân tòa nhà cao tầng rồi Đấy, như vậy là sát luôn rồi các bạn ạ chắc chắn là tôi nghĩ rằng nga kiểm soát hỏa lực đối với khu vực này thôi Chứ còn nếu họ tiến vào đây để đánh nhau đây thì rõ ràng là chúng ta thấy là những cái nhà cao tầng này. Đấy. Khu vực này. Rồi là cái cái cung đường có thể chĩa thẳng ra từ các phía, từ các nhà cao tầng của Ukraine, từ các phía về. Đúng không ạ? Như vậy rất bất lợi cho Nga. Đấy. Chắc chắn là tôi nghĩ nếu Nga tiến thì họ sẽ tiến đến đây. Đấy. Và họ sẽ cố thủ ở những cái cái khu nhà này. Còn nếu tiến thêm thì thực sự là rất khó. Có thể nói rất khó. Bởi những cái tòa nhà trông như này thôi mà cả cái quả bom 3 tấn à, tấn rưỡi đúng không ạ tấn rưỡi thả xuống mà nó vẫn còn đứng vững được thì với cái sức công phá của người vào thì không biết là như nào chắc chắn là rất khó rồi đấy các bạn có thể xem nhá nếu zoom kỹ vào chúng ta nhìn này nhà toàn nhà to thôi khu lõi đây toàn nhà to và rất rộng luôn đấy nhìn ở trên thì nó bé này mà zoom vào thì nó rộng vô biên luôn này đấy đấy là lý do mà nó là một cái pháo đài cố thủ bất xả khả xâm phạm đấy các bạn ạ đấy tức là khu vực này chắc chắn là phải sử dụng một là bom và giải thảm rồi các loại bom to, thứ hai và đồng thời là phải có thời gian. Nếu mà tiêu diệt khu này mà dùng bom ấy, tôi nghĩ cũng phải mất đến cả tháng đấy, chứ không ít đâu. Đấy, thứ hai nữa là phải bao vây được, đúng không? Cắt được đoạn đường tiếp tế thì là nhanh nhất. Đấy, cắt được đường tiếp tế ở hai đầu cầu mới là nhanh nhất. Hoặc là thứ ba là phải kiểm soát được hỏa lực toàn bộ bằng cắt đường tiếp tế bằng hỏa lực, đúng không ạ? Bằng pháo từ trận địa pháo từ các bên Đấy, nhưng mà việc này thì không phải lúc nào cũng làm được, bởi vì nếu mà họ đi vào ban đêm, họ lợi dụng sương mù rồi này, đó, các thứ thì cũng rất khó để có thể xử lý được. Trong thành này thì còn đoàn quân khoảng độ dưới 10.000, dưới 10.000, tầm khoảng độ 2 đến 3 lữ đoàn. Đấy, như vậy là với cái số lượng đấy thì Ukraine hoàn toàn có thể sử dụng các cái cung đường nhỏ, thậm chí đi bộ, đúng không ạ? Từ các nơi lẻn vào để tiếp tế một cách nó tương đối được. Thôi anh em ngày xưa ăn ba bát cơm thì bây giờ trời chỉ ăn hai bát hoặc bát rưỡi thôi. Đấy, cầm hơi đấy, Tuy nhiên thì trong thành thì rõ ràng là là những cái khả cái tiếp tế ở trong thành do nó xuống thấp rất rất thấp rồi thậm chí những điều kiện sinh hoạt và liên quan đến thuốc men y tế là nó cực kỳ nó khan hiếm đấy, cho nên là đấy cũng là một cái mà mà có thể nó góp phần vào cái việc tinh thần nó xuống đúng không ạ và rất dễ dẫn tới việc là rút binh thậm chí bây giờ có nhiều nguồn tin là trong thành bây giờ chỉ còn giữ lại những đạo quân giỏi nhất về vấn đề phòng ngự còn đâu là họ giữ chân Nga để cho các đạo quân khác tìm cách rút về rồi. Đấy. Chiến trường như thế thôi bạn nhé. Nhìn như này thôi. Chúng ta ngồi đây chúng nhìn tưởng là nó ngon ăn nhé. Nhưng mà thực ra là nó rộng lắm. Và có phải lúc nào người Nga cũng đứng ở đấy có UV để mà soi để mà chờ đâu. Đúng không ạ? Rồi là nhiều người còn đồn có đường hầm này nọ vân vân nữa nên là cái việc mà họ rút đi được là cái việc tôi nghĩ là là hoàn toàn có thể chỉ có mỗi cái kiểu là ví dụ như bảo là chúng tôi rút đây các ông thích lấy mà lấy làm gì thì làm thì chắc chắn là không được đúng không ạ nếu như đã tuyên bố rút mà dồn dập ra đi cảm đống người như thế thì sẽ chết ngay còn nếu mà họ rút bằng cách nào đấy thì nó vẫn rút được ok trận chiến trường băng mút một ngày có thể nói là hoành tráng chúng ta đi xuống chiến trường adipka Adipka thì hôm qua phía nga họ thông báo là tiến quân ra thêm sát tới cái làng phía trên này rồi bản đồ của bên tây cũng chứng tỏ điều đấy rồi sát cái làng trên và đang tổ chức các mũi tấn công khác để tấn công về cái khu vực uh, trung tâm hậu cần ở đây Đấy. mục đích của nga thì như tôi cũng đã phân tích rồi sau khi họ uh, tiến bây giờ đang giao tranh ở khu vực này nếu họ chiếm được tới cái cung đường giữa đường quốc lộ và cái đường dẫn ra khu trung tâm này thì họ sẽ thiết lập mong muốn thiết lập một cái đầu cầu đúng không ạ cực lớn đấy, thậm chí là còn có thể lên tới cả cận tận khu này và hướng tới việc làm chủ các cái thị trấn ở đây ở đây đấy, để mà làm gì để mà họ tạo được một cái khu này thì họ vừa có thể tạo được vọng kìm để tiện bao vây phía New York phía trên đồng thời họ cũng tạo là một vọng kìm cực lớn để mà uy hiếp cho Adipka đến bây giờ tôi thấy là nga đang làm một cái bài mà họ rất giỏi đấy là họ không có chiếm ngay đến thời điểm này tôi thấy một điều là chiếm Adipka bây giờ là dở bởi vì bây giờ quân ở trong thành Adipka không làm gì được quân Nga nhưng mà phải bị phân tán để bị Nga bao vây ở khu vực này đấy và quân Nga hàng ngày thì họ cứ lấn sân thôi hôm qua họ lại lấn thêm một tí về hai cái thành ở phía này đấy như vậy là đến một thời điểm ở đây họ quân Nga sẽ lấn và họ bằng họ sẽ bao vây hai thị trấn ở đây đấy rồi hàng ngày họ tiếp tục tấn công theo kiểu găm quân ở đây để họ tranh thủ họ tiến ra để họ xử lý khu vực này đấy Sư một lần này. Đấy, và như này thì Adipka nó sẽ trở thành một cái dọ, đúng không ạ? Nếu như mà nó không có những diễn biến khác, tức là nó chỉ là diễn biến bình thường độc lập như này, thì tôi nghĩ rằng là là nga sẽ dùng Adipka để tạo thành một cái nơi để mà tiêu hủy, hút cái binh lực của ukraine dần dần, giống như cái học thuyết của họ là tiêu hao chiến tranh, tiêu hao. Ngay phía dưới Adipka diễn ra một cái diễn biến đáng chú ý. Đây là một cái làng nhỏ thôi, nhưng mà nó nó là một cái làng những ngày vừa qua, ba ngày vừa qua là Nga đã dành rất nhiều công sức tấn công và giao tranh khốc liệt trong làng này. Đấy, bây giờ quân Nga đã hình thành các mũi gọng kìm xung quanh làng này rồi. Có thể nói đến thời điểm này thì nó tầm ở như này. Quân trong làng thì tầm có khoảng độ 1-2 nghìn quân gì đấy ở trong một cái làng nhỏ như này thôi. Đấy, và đội hình pháo của họ đã phải lui về phía sau rồi. À, như vậy là những ngày tới đúng không ạ chúng ta có thể thấy là cái làng này rất dễ bị 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 uh, toang đây chúng ta nhìn thấy này à, đường tiếp tế của họ đã mất rồi một đường tiếp tế xuống dưới đã mất rồi như vậy chỉ còn một đường tiếp tế nhỏ lên phía trên đây cung đường lên phía trên và như vậy nếu mà nga họ ngày hôm sau họ tiến lên họ cắt cái cung đường này thì chắc chắn là cái làng này sẽ toang luôn Đấy như vậy là sẽ bao vây cái làng này nó tuy nhỏ thôi nhưng mà cái địa điểm của nó rất chiến lược nếu như nga làm chủ được cái cung này thì họ sẽ tiến hành bao vây ngược lên đúng không ạ những cái nơi mà từ lâu rồi họ tấn công họ không tiến được xa họ sẽ bao vây lên xuống chiến trường makipka ở ngay bên dưới thì hôm qua bắt đầu quân nga lại đếm 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 thương vong của cái nào ở chỗ này chắc nó cũng là một cái lần đầu tiên họ đếm ở khu này như vậy cũng có thể nói là ưu tiên đúng không ạ theo quân theo bộ quốc phòng nga là hôm qua quân ukraine thiệt hại là hơn 50 người ở khu vực này cộng với một số trang thiết bị à, giao tranh vẫn khốc liệt ở diễn ra ở ba hướng không có gì thay đổi quân ukraine tiếp tục dồn quân vào để mà tăng cường phòng ngự cho cho thị trấn Ma, marinka xuống ngay phía dưới nơi một chiến trường có liên kết với lại marinka rất nhiều đấy là vuleda như vậy ở đây chúng ta thấy rõ rồi. Càng ngày chúng ta càng thấy khẳng định một điều là là thời gian tới Nga chắc chắn là sẽ tổ chức xử lý vuleda Càng ngày thì những cái hoạt động của họ liên quan đến uh, sử dụng bom để hủy diệt vuleda nó càng dữ dội hơn. Đấy, những khu này hôm qua, hôm nọ chúng ta nói nhiều đúng không ạ? Hàng ngày thì uh, Ukraine tiếp tục hứng bom ở trong vuleda Đây một cái thành phố chúng ta nhìn xem, nó cũng giống như ở trên Bắc mút đúng không ạ? nó nhỏ hơn nhưng mà cái độ mức độ dày đặc của các tòa nhà là nó nó còn dày hơn cả trên đấy và tuy nhiên là nó nhỏ đấy, và như vậy là nga đang cố gắng ghép gọng kìm của Vuleda thậm chí là nếu như họ không ghép gọng kìm thì với cái đà này ấy, tôi nghĩ rằng là chỉ trong vài tuần Vuleda sẽ nát bét sau đó thì các cái thị trấn còn lại của Ukraine khu vực này toàn là những thị trấn nhỏ thôi không có những địa điểm mà có thể cố thủ được như là Vuleda Đấy, thì rõ ràng là với cái hướng như này mà Nga tiến như này, rõ ràng là trong trường hợp mà Nga mở một cuộc phản công, một cuộc tấn công lớn đúng không ạ? Họ sẽ sử dụng hướng Vuleda, hướng Đốt Nhét để tấn công lên phía trên. Đấy, đây là một cái hướng rất quan trọng. Toàn bộ cái chiến tuyến ở phía Nam Đốt Nhét tức là Vuleda và Zaporizhia hôm qua Ukraine thiệt hại 150 Uh, 150 uh, binh sĩ cộng với lại một số trang thiết bị khí tài. Đặc biệt là Ukraine mất rất nhiều những tiếp tục mất thêm các cái kho kho bến bãi rồi là uh, hậu cần của toàn bộ các cái lữ đoàn đóng dọc khu này. Thì uh, liên quan tới cái việc là, là 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 tại sao chúng tôi lại nói nhiều về cái việc mà họ tìm và diệt được các cái kho của các cái lữ đoàn ấy của cái các đơn vị đóng quân ấy, đúng không ạ? Cái đấy là cái rất quan trọng. Cái đấy là một cái mà dấu hiệu thứ nhất là gì? Là tất nhiên là đóng cứ ở đâu họ nhìn thấy thế này thì là là họ sẽ tiêu diệt thôi. Đặc biệt là cái hướng của Zabrizia. Nhưng đối với các cái hướng khác ấy, nếu như Nga có một cái ý đồ để chuẩn bị tiến công ấy, chẳng hạn như ở trên Bắc Mút nếu bạn nhớ là cái lữ đoàn 57 của của Ukraine đóng ở cung đường Khomov ấy, thì uh, họ nắm được cái tình hình cái nữ lữ đoàn đấy tinh thần và cái tiếp tế của họ xuống rất thấp đúng không ạ cho nên họ đã tìm cách họ Uh, tiêu diệt bằng được các cái kho của chính cái lữ đoàn đấy ở phía bên trong thành phố dẫn tới là cái cái tinh thần cũng như là, là sức chiến đấu của cái lữ đoàn này nó giảm đúng không ạ? Và ngay sau đấy thì họ mở cuộc tấn công vào đúng cái khu đấy và buộc cái lữ đoàn đấy phải rút về đúng không ạ? Do cái sức chiến đấu nó họ đã giảm và họ chiếm được cái cung đường À, đấy từ cái thời điểm đó. Đấy thì cho nên là các cái hoạt động liên quan tới việc mà tìm và diệt các cái kho tiếp tế của những đơn vị cụ thể nếu như nó thuộc những cái đơn vị nào ấy, nó rất quan trọng trong những cái chiến dịch mà có thể tiến liên quan tấn công của Nga. Thế còn dọc ở chiến tuyến Gaza này thì nó là cứ thấy ở đâu thì Nga sẽ tìm diệt ở đó. Và trong suốt thời gian qua chúng tôi thấy là là gần như là đều đều ngày nào cũng thế là Ukraine đều mất các kho các cái kho ở khu vực này các cái kho depot đấy, à, tức là nơi mà dự trữ uh, nhu yếu phẩm, rồi là quần áo, rồi uh, uh, cộng với lại các thậm chí có kho đạn, đúng không ạ? Kho nhiên liệu, vân vân. Và nếu như mà Ukraina tiếp tục tổn thất cả quân lẫn lẫn cái tiếp tế, tiếp vận của họ như thế, thì chắc chắn họ rất khó để có thể tập trung đủ nguồn lực để có, có thể tổng phản công. Hôm qua thì đã có thêm hai lữ đoàn của Ukraina xuất hiện ở đây, đồng thời lại có thêm hai lữ đoàn xuất hiện ở khu vực này nữa. Đấy, như vậy là ngay ở sát biên giới đã thêm lên tới 4 lữ đoàn. 4, đúng rồi, theo tính số tính của họ nói là 15.000 quân. Như vậy là toàn bộ cái khu này là xuất hiện thêm 15.000 quân của Ukraine mới, mới toanh ở khu vực này. Cộng với những tin đồn là sắp sửa có biến ở khu vực này. Đấy, rồi các nơi khác nữa, bên Kherson nữa, chúng ta sang ngay. Bên Kherson thì cái biến của nó là gì? Thực ra những ngày vừa qua chúng ta nói nhiều về việc đấy, đúng không ạ? Bây giờ Ukraine thì vẫn đang đang rất sung sướng hả hê đấy là bây giờ tiếp tục những ngày gần đây thậm chí hôm qua và hôm nay thì ukraine vẫn tung thêm các cái nhóm nhỏ lên các cái khu vực không chỉ cái khu vực hôm qua họ chiếm ở đây đấy mà dọc theo những cái khu vực này những cái hòn đảo dọc bên bờ sông này họ đều có biệt kích nhảy sang múa nhảy múa quay tiktok đúng không ạ ở bên này tại sao họ làm như thế thực ra nó không giải quyết một vấn đề gì nó chỉ giải quyết một cái vấn đề nó gây sao nhãng thôi Đấy, nó gây sao nhãng và nó cũng có ý là cầm cầm chân quân nga đúng không ạ à, rõ ràng là là cái đấy nó dấu hiệu là chúng tôi sẽ sẽ đánh ở đây đấy đúng không ạ hoặc là chúng tôi uh, đánh ở chúng tôi đang làm cái việc này để chúng tôi đánh ở nơi khác đúng không ạ đấy đều là những cách mà nó giả giả thật thật như thế thôi quân nga thì hôm qua họ lính họ ra tít vào cái cầu này tức là đến điểm này họ lại quay video đấy họ lại selfie video và họ quay ra phía bên kia là pháo đằng sau của nga và bom ném vào phía đằng sau họ vào phía các cái khu này đại khái lại anh em toàn bộ chiến tuyến hai bên đều rất bình tĩnh ở cái việc này còn những cái nhóm nhỏ này nó chỉ là những cái nhóm thám báo thôi lên không biết để làm gì đấy, nhưng ít nhất là họ sẽ gây sao nhãng cho ukraine à, cho phía nga đúng không ạ và tôi tin chắc một điều ấy là rất có thể họ cũng chỉ là những hành động câu giờ thôi đúng không ạ rất nhiều anh em đồng ý với cái đấy họ lên để họ tạo ra những trên toàn mặt trận lúc nào nó cũng phải có những cái gì đấy để mà thu hút tạo ra cái nguy hiểm ảo đối với Ukraine đối với nga để mà nga lúc nào cũng phải căng thẳng đúng không ạ cho đến khi mà họ tụ tập đủ cái nguồn lực để họ thực sự tiến hành cuộc phản tổng phản công còn nếu như mà tổng phản công thực mà diễn ra ấy, thì cái cái hành vi của nó nó sẽ khác đúng không ạ nó sẽ là các nhóm quân liên tục đánh vào một địa điểm trong một thời gian dài trước khi mà họ đánh thật đấy là cái cách của thói quen của Ukraine từ trước đến nay Hôm qua thì trên video cũng có một vụ là hai cái Su của Ukraine xuất kích từ phía bên này bay sang đây tấn công vào trận địa của nga nhưng mà chưa kịp tấn công thì đã bị bắn rụng, rơi cháy ở ngay 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 sát bờ sông Đấy, và một cái thì chạy thoát à, như vậy là khu vực này thì nó cũng không có gì diễn biến cụ thể đúng không? Theo như bên nga nói là hôm qua họ cũng tiêu diệt đâu đến khoảng 40 binh sĩ của Ukraine khu vực này. Đấy, như vậy là ngoài cái việc mà mà sang đổ bộ ấy nó chỉ là một cái hoạt động mang tính chất là là gây sốc cho dư luận là là đổ bộ sang bờ sông nhưng trên thực tế ấy, cái quan trọng nhất là phải đổ bộ sang chiếm được điểm đầu cầu và xây dựng được cái điểm cố thủ đúng không ạ xây dựng điểm cố thủ là gì là phải đào được công sự phải chui vào đấy được phải tránh được bom đạn vân vân và có khả năng để mà tiếp nhận các đội quân tuyến sau lên Đấy, để mở trận địa ở đó thì đấy mới thực sự là nguy hiểm. Còn ở đây họ sang, họ chỉ chiếm vào những cái nhà dân bỏ đi ấy. Đấy, họ ăn ngủ nghỉ ở đấy và chờ bom rơi vào đầu thôi, không có cái gì cụ thể. Còn những khu ở dưới như này, Ukraine nhảy lên thì thậm chí Nga cũng chẳng làm gì. Đấy, nói thật là cái những cái khu này nó gọi là vùng xám mà. Vùng xám có nghĩa là cả hai bên không không ai ở đấy, không ai đóng quân ở đấy. Đấy và ông nào cứ vào đấy thì là ăn đạn thôi cho nên ông nào mà chui vào đấy thì thì chấp nhận là ăn bom đạn cho nên đấy là lý do mà tôi không hiểu là tại sao ukraine họ lại cử quân này sang như vậy chỉ có một đích là gì một đích là để cho nga cảm thấy ukraine đang sắp sửa làm gì đấy tôi nghĩ là như thế còn nếu để nghi binh cho những nơi khác thì bây giờ nó phải xảy ra rồi chứ đúng không bây giờ chúng ta lên với những chiến trường còn lại đấy là chiến trường sivek ở ngay phía trên của bắc mút có thêm những diễn biến quân nga tiếp tục tiến sâu ra phía này Tiến thêm một đoạn rất gần tới việc kiểm soát cái thị trấn nhỏ ở đây Đồng thời quân Nga tiếp tục tiến quân ở đây Hôm qua thì Ukraine cũng tiến hành một cuộc phản công ở khu vực này Bởi họ thấy là quân Nga tiến về đây nhiều Và họ đẩy quân Nga ở phía dưới này ra một đoạn Đấy à, Quân Ukraine cũng phản công ở khu vực này Hai bên đang giao tranh ở khu vực này Đồng thời quân Nga cũng tiếp tục mở các cuộc tấn công ngược trở lại vào thị trấn này Trong khu rừng này Càng ngày càng diễn biến khốc liệt ở khu vực này toàn bộ cái chuyến tuyến từ đây lên trên tới Kubian chiến trường còn lại hôm qua Ukraine thiệt hại 160 binh sĩ cộng với năm uh, thiết giáp và một khẩu pháo Đấy, như vậy là giao tranh ở khu vực này theo phía nga thấy là uh, Ukraine càng ngày càng điều thêm các cái uh, lữ đoàn và đại đội uh, tiểu đoàn mới đến khu vực này đồng thời là hôm qua Ukraine uh, phía nga diệt được rất nhiều những cái kho vận của cái lữ đoàn 67 Đấy, lữ đoàn 67 họ đóng ở đây này như vậy là gì à, như họ thông báo ấy thể nào ở đây cũng sẽ có một cái vụ đăng video của cái lữ đoàn này lên lại kêu trời kêu đất ở khu vực này bởi vì họ đánh hai ba cái 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 kho của cái lữ đoàn này đấy, và nó cũng làm một cái dấu hiệu giống những những lần trước ông nào cứ đăng video lên thể nào cũng bị tấn công đấy, và nga như vậy là nga lại sẽ tấn công vào khu vực này trong trường hợp đấy cái cái bối cảnh đấy nó xảy ra thì tại sao nga tấn công khu vực này trong những ngày đây rất gần rất rất rồn uh, dập đúng không ạ toàn bộ trong cánh rừng này hôm qua tôi phân tích rất kỹ Đấy, bây giờ quân nga đóng dọc cái khu vực này nếu như mà theo như những thông tin công cộng mà biết công chúng biết là rất đông và chúng ta cũng biết rồi có mặt của t14 ở đây amata ở đây đúng không ạ có sự hoạt động của su57 ở khu vực này các loại terminator rồi các loại bom đạn mới nhất TOS vân vân ở khu vực này như vậy với những diễn biến như này, chúng ta có thể thấy là dường như Nga đang sự chuẩn bị, uh, chuẩn bị cho cái sự sụp đổ của Bác Mút. Và nếu như Bác Mút sụp đổ, thì lúc đấy, song song với việc Nga tiến quân về hướng Chasipja, Konstantinivka, đẩy lên cao, thì họ ngay lập tức họ sẽ hình thành một cái gọng kìm để bao vây đối với sivek đúng không ạ? Và quay lại như kịch bản như hôm qua chúng tôi đã nói. Đấy, như vậy là họ sẽ tiến quân để dồn ra đây, vòng ra đằng sau, từ trên xuống, bao vây Liman để mà có thể uh, xử lý Sivak như vậy chỉ còn cái vùng của Donetsk là còn rất nhiều thành phố Nga chưa giải phóng được trong đó có Sivak, Liman đấy, Solovian Slovian, Kramatos Konstantinivka, Chasipja. Đấy, và chắc chắn là cửa chìa khóa đến cái giải phóng vùng này nó chính là Liman nó chính là Sivak đúng không ạ mà muốn Sivak được thì phải Liman mà muốn Sivak được ấy, thì phải xử lý được cái cái, cái làng bé tẹo này Đấy, tôi nghĩ rằng là nếu như những cái đấy là những cái diễn biến mà chúng ta phân tích là chuẩn thì chắc chắn là nga sẽ ưu tiên để xử lý cái làng này và bây giờ họ đang làm rồi, họ đang làm rồi và đạt được rất nhiều những cái, ừ, rất ít những cái tiến bộ, đúng không ạ? Bởi vì ukraine đang có cái lợi thế cánh rừng, bờ sông, rồi cao điểm duy nhất ở khu vực này ở đây. Đấy. Chưa biết nga sẽ phá cái thế này như nào. Nói chung là đối với một cái chiến trường như syrak này, tôi nhìn rất khó, thực sự là rất khó. Nhưng mà nó lại rất là chiến lược. Đấy, cho nên chúng ta càng thấy là cái việc mà Nga để mất cái Liman trong thời gian năm ngoái là một cái điều cực kỳ đáng tiếc đúng không? Mất Liman. Lên trên hướng còn lại, Kupian thì chỉ còn có những cái hoạt động liên quan tới các cái hoạt động pháo kích, tấn công chiến thuật từ xa của Nga tới mặt trận của Ukraine ở khu vực này. Đấy, làm mềm chiến trường. Và như vậy nó vẫn là một cái hành động nó liên thông đến nhau đúng không ạ? Nếu như mà À, theo như tôi nhận định nhé các bạn nhé cứ nhận định đi có ai cấm đâu đúng không ạ nếu như Ukraine mở một cuộc tổng phản công nếu như không vào hướng này thì chúng ta thấy một điều rằng là với những cái diễn biến trong thời gian gần đây đúng không ạ thời gian gần đây nga dồn dập rất nhiều những hoạt động làm mềm toàn bộ chiến trường này Đấy, cũng như là tập trung quân lớn ở đây cộng với những chiến thuật mới của họ ở nát khu vực này vậy thì rõ ràng nếu Ukraine mở cuộc phản công ở dưới Zaporizhia thì theo ý tôi chắc chắn là nga ngay lập tức sẽ mở một cuộc tấn công rất lớn để thu hồi toàn bộ cái khu vực bên bờ phải của cái sông để mà hướng tới Liman, đồng thời là họ sẽ vượt qua sông từ phía trên đúng không ạ? Thu hồi cái, cái 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 làng cái thị trấn đây, Kíp Ca ở đây, vượt qua sông ở đây. Đấy, để theo cái bờ sông này đánh xuống Liman, chắc chắn là cái hướng này. Đấy, Liman ở phía dưới, thậm chí họ có thể vượt qua sông để mà mà tiến công để bao vây lại cái khu vực uh, Izum một thành phố cũng trước đây nga cũng đã từng từng kiểm soát đấy. đấy là những cái diễn biến mà theo tôi chắc chắn là là nga sẽ làm nếu như trong trường hợp mà họ có nguồn lực đồng thời ukraine diễn ra một cái cuộc tổng phản công chỉ nhắm vào phía nam Đúng không ạ đấy. và nếu nhìn trên bản đồ như này chúng ta sẽ thấy một điều là 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 bây giờ với cái như này nếu như mà ukraine ở hướng như này thì uh, làm thế nào để Ukraine có thể 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 uh, vận hành được cái khả năng mà hậu cần tốt nhất của họ đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là chuyến tuyến của Ukraine với Nga nó dọc từ trên xuống như vậy là cái trung tâm hậu cần của họ nó phải là một cái nơi ở điểm giữa đúng không ạ? Ở cái điểm khu vực này. Đấy. Như vậy với cái hướng mà như tôi vừa nói đấy thì rõ ràng là nếu Ukraine mà tiến quân mạnh xuống phía dưới đấy, mà bên trên họ không có tiến công thì Nga sẽ dồn lực để mà mở một cuộc tấn công thu hồi và hướng tới việc là đột kích vào những cái khu hậu cần quan trọng nhất của Ukraine Đấy cắt cái khu vực hậu cần của họ ở khu vực này bên trong này. Đấy tất nhiên đấy nó mang tính chất là chiến chiến lược đúng không ạ? Còn để để đi được đến những khu vực này có nghĩa là rất khó. Như vậy là trong một ngày xảy ra rất nhiều những cái biến động. À, nếu như những thông tin về Bắc Mút là chuẩn thì chúng ta có thể thấy là cũng là một ngày rất thành công của phía Nga đối với Bắc Mút hơn hẳn so với lại ngày hôm qua và hơn so với ngày hôm kia đúng không ạ? Rồi trên toàn chiến tuyến cũng có đều là những cái um, hoạt động nó diễn ra giống như mọi ngày. Nga Ukraine mất thêm một cái Su25 ở phía dưới, những hoạt động ở Kherson vẫn diễn ra như thế. Đấy, đồng thời là các hoạt động pháo kích và không quân. Những hoạt động chiến thuật của Ukraine vẫn ơ và Nga vẫn gây được rất nhiều thiệt hại cho phía Ukraine trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi diễn biến chiến sự trong ngày hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo